Cắt cành hoa hồng bằng dao hoặc kéo sắt. Cành hoa hồng nên chọn 2 đến 3 lá. Sau đó cho cành hoa hồng vào trong nước để cho nụ hoa hồng luôn tươi. Chọn một cành nha đam thật to. Chúng ta dùng dao quét một lỗ nhỏ ở trên cành nha đam đó. Nha đam chứa nước rất nhiều và có khả năng giữ ẩm tốt. Nha đam chứa nhiều chất dinh dưỡng để phát triển mầm hoa hồng. Nha đam có khả năng kháng khuẩn và kháng nấm, bảo vệ mầm hoa khỏi các bệnh ở trên đất. Cố định các cành hoa hồng lại. Sau khoảng 30 ngày, mình sẽ thấy hoa hồng nở. Từ từ rút cái cành hoa hồng ra khỏi cành cây nha đam. Chúng ta thấy rễ hoa hồng nở rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trồng hoa hồng vào một chậu đất trồng. Tưới nước đủ ẩm để chậu nơi có ánh sáng phù hợp. Thi thoảng chúng ta bón thêm phân thỏ và nước để tăng cường dinh dưỡng cho cây hoa hồng phát triển nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.